Tập đoàn Louis Rice là tập đoàn hàng đầu trong lĩnh vực xuất nhập khẩu gạo tại Việt Nam. Với nhiều năm kinh nghiệm, Louis Rice đã và đang xây dựng thương hiệu gạo Việt Nam chất lượng cao vươn tầm thế giới. Với phương châm trao chữ tín, nhận niềm tin, Louis Rice đã tin dùng sản phẩm DK hạng thương gia để phục vụ nhu cầu di chuyển của đội ngũ chuyên gia và đón tiếp khách hàng. DK hạng thương gia là sản phẩm độc đáo duy nhất có tại DK Limousine, là dòng sản phẩm có bố trí ghế riêng biệt, tạo sự thoải mái và tiện nghi cho người ngồi. Không gian trên xe cũng được thiết kế sang trọng, phù hợp với các cuộc gặp gỡ kinh doanh. DK Business Car, xe dành cho doanh nghiệp chỉ có thể là DK.